Vâng, lần chơi bắt đầu. Rồi, hát đầu tiên nổi lắm nha mọi người. Ôi. Yeah. 3, 1 không? 3, 2, 1. Ê, anh Killin. Trời ơi, lớp trưởng. Anh không đầu à. Công nhận lớp trưởng của mình. Yeah. Mọi người ha. Bài hát thứ hai cũng rất là quen. Thôi, thế là không phải. Đi chỗ về, chỗ về, chỗ. 3, 2, 1. Chưa nghe được. Intro đấy anh ạ, intro đấy. Anh bị nói gì mà sao mọi người ta vào. Học viên trốn Kimon. Em biết bài này nè, bài này của chị Thiện Nhân hát á. Cái gì nhỉ? Bài này là 5, bài 4 3. Đây là giá trầu cô đôi. 3, 2, 1. Chính xác. Trời, không ngờ anh Winner nghe nhạc này luôn á. Em cũng không ngờ. Không ngờ luôn. Trời, tôi hát được luôn á. Chắc ngàn hát đi em. Thôi, để hội dịp khác nha mọi người. Ok, nhanh nhanh. Bài hát tiếp theo. Một tên rồi. Đó là bài Em không thể ư ư. Không, ok. Em không. Ừ là không được nha. Ừ ư là sai luôn á. Một điểm mình cho Heli. Thế giới vẫn quay. Còn cầu tôi vẫn đây. Bài rất quen thuộc của anh Justin Timberlake. 3, 2, 1. Hoặc là một khoảng trời nhỏ bé. Heli. Đây là bài Forever Alone. Yeah. Đúng rồi. Nhờ nhờ sao không nhớ nổi nha. Lâu quá. Dạo này thức khuya quá, não bị nhũn. Em nghĩ bài tiếp theo là chắc cũng nhiều người biết á, nhưng mà ít người biết tên lắm nha. Cười. Tôi mua lên bài Kim có rồi. Sao? Tên bài nha, tên bài nha. Sao bài Kim? Bài này tên gì ta? Gì nhỉ? Ủa như đế mà. Bây giờ mới lên. Một. Cái gì Kim Kim á. Kim Kim ở trong phim Những Tháng Năm Rực Rỡ. Đúng rồi. Chứ sao buồn mày Kim em, đó. Em Kim gợi ý đi. Là có mấy chữ. Em gợi ý hả? Trong cái tên bài có chữ Kim. Kim gì? Kim. Kim gì? Kim ơi. Kim ơi. Đúng rồi. Ủa? 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 Kim ơi! Kim ơi! Kè hả chú? Có vẻ như là mỗi khi ra hứng thú với bài này à? Không, mày này nghe quen. Không, anh Kim biết đó. 3, 2, 1. Rồi, Kira. Mọi người, đây chính là bài nhạc rừng. Không, bài này hình như có học trong chương trình âm nhạc lớp mấy nhở? Đúng không? Ủa sao không nhớ vậy ta? Lớp 5. Lớp 5. Lớp 5. Bài tiếp theo. Chắc bài này lâu lắm. Rất lâu rồi bài nào. Bài này như xưa rồi. Mà không biết anh mà. Anh không biết không? Anh nhảy đây. Đó là đó. 3, 2, 1. Rồi chuông trống rồi mọi người. Không phải. 3, 2, 1. Sexy Lady hả? Sai mọi người, em gợi ý mọi người nha. Mọi người nghe lại đoạn nhạc nha. Ok. Em gợi ý mà sao em gợi nhạc. My Sexy Lady. Rồi, My Sexy Lady. Sao? Bị dư. Anh kêu lên. Sexy. Dạ thiếu luôn. Hết rồi. Sexy Lady. Thôi. My Sexy Lady. Sai luôn. Chúng ta đã có đủ ba lượt rồi. Mọi người. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông nơi ánh đèn soi sáng long lanh nhưng mọi người. Mọi người ơi. Mọi người. Tôn trọng MC ghế mọi người ơi. Dạ MC, dạ
MC, em xin lỗi MC ạ. À. Sao em nói đi cho em. Mọi người à, hết lượt rồi, Kim Di công bố. Dạ đây là bài Sexy Sexy Lover. À. Mọi người có sexy sexy lady không à? Cái gì mà em nè, em sexy lady hoài. Em xin lỗi anh. Bài tiếp theo nha. Bài tiếp theo. Chưa đếm. Chưa đếm từ từ. Nhanh lên em, anh lùi hơi tiếp một. Rồi anh Winner. Bài này là bài Tan đúng không? Tan. Ghê hả? Ghê hả? Wow. Chính xác. Bài tiếp theo. Bài này em thấy quen lắm nè. Bài này những người ngoài Bắc như biết nhiều hơn đấy. 3, 2, 1. Kenji mà bảo bài nào quen quen, bài nào nổ thì cái tự nhiên. Anh nghĩ là không có hợp với lứa tuổi của tụi em. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi gió. Rồi ra luôn em ơi. Rồi bây giờ nha, em sẽ gợi ý nha. Em gợi ý cho mọi người hai gợi ý luôn. Ok. Là gợi ý thứ nhất là cái tên ca sĩ hát bài này có tên trùng với lại tên của một thành viên trong nhóm. Và cái bài này đã được xuất hiện trong chương trình thử nghệ sĩ thử tài BB36. Chị cảm ơn. Em đếm chơi ạ. 3, 2, 1. Bài của anh Thơ trả lời nha. Đây là bài Tình Ta Biệt. Ghê thiệt chứ. Ghê thiệt chứ. Em biết hát thôi à, không biết bài tên bài luôn á. Bài hát tiếp theo. Bài tiếp theo anh Mon hay hát không? Sợ rằng đường về không còn xa. Đến bên anh đưa lối về. À biết rồi. Anh Mon bài này gì em ơi? 2. Lôi. 1. Rồi, chị Gina. Đăng Phương. Yeah. Chính xác. Bài này Kenji hay hát chứ sao lại Mon? Hay thì Kenji hay Mon đâu. Em nghe anh Mon hát rồi, em hát theo. Mon hát. Hả? Cái gì? Mon hát bài này. Cái gì? Hát thử đoạn này. Góp vui Mon. Đây là em. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng song ca cùng thần tượng. Vâng, anh với cả Kenji sẽ hát cùng bài này. Nhiều lần ngập ngừng muôn ngôi. Tiếng yêu đương sao không thành công. Rồi mình tới bài tiếp theo. Ok. Hay quá. Trời ơi, miếng thằng bé. Anh chị xuất sắc. Trời ơi. Xuất sắc. Quá chữa. Lôi. Bài gì? 3, 2, 1. Bài này là bài Điều Khác Lạ. Rồi, anh Kulin. Nhầm. Tại vì hai cái bài giai điệu giống nhau quá nhầm. Mình thở rồi. Là trời. Ôi, trời ơi. Em hết lượt rồi. Nhưng mà em cũng quay trở lại lại mà. Em không được hết lượt rồi. Em cũng quay trở lại lại mà. Em xin phân đi em. Vâng, thôi. Em cũng quay trở lại lại mà. Hết lượt rồi. Em nhường cho Winner đi. Đúng rồi. Anh Winner. Em xin tự tin trả lời rằng đây là bài Tùy Âm. Đúng rồi. Để trai em tìm người có nhiều đứa yêu. Bài Được Khác Lạ là bài này giống nhau quá. Em không. Đúng rồi, em não em nhanh quá mà. Quên mất. Bài tiếp theo. Bài cuối cùng nha. Cuối cùng. Bài này mới ra nè. Rồi, tập trung nha, phải thi tập trung nha. Bài nghỉ khỏe. 3, 2, 1. Anh Winner. Ủa ai bấm vậy? Anh bấm, em bấm hả? Dạ, vâng, cảm ơn. Dạ, bài này là bài Yes or Yes. Yeah. Yes or no? Yes or yes. Em nói yes, yes or yes. Yes. Vậy là đã xong phần chơi nghe nhanh đáp lẹ. Và bây giờ thì Mon sẽ công bố điểm. Người cao điểm nhất ngày hôm nay đó chính là anh Winner với 4 điểm. Người đang dẫn vị trí thứ 2 đó là chị Hailey với 3 điểm. Và có hai người cùng chung số điểm số 2 chính là chị Gina Em và Kira Kira. Giờ thì những người có số điểm cao sẽ về chung một đội. Anh Winner, chị Gina Em và chị Hailey. Rồi ngồi yên luôn. Ủa, ngồi yên luôn nè. Ngồi yên luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ 2. Crazy Challenge. Trò chơi đầu tiên của chúng ta có mang tên là quay vòi vòi bắn thun. Ở đây những người nào biết bắn thun không? Hả? Bắn thun. Em biết bắn bì. Giống vậy đấy. Thì luật chơi chúng ta như sau. Các thành viên của mỗi đội sẽ phải quay vòi vòi 10 vòng. Và sau đó các bạn sẽ di chuyển đến vị trí thứ hai để trổ tài bắn thun trúng đích của mình. Trước mặt của mọi người sẽ có 5 lon nước ngọt sẽ xếp hàng ngang. Sau đó mọi người sẽ phải bắn sao mà đổ hết 5 lon nước ngọt trước. Đội nào bắn trước thì sẽ chiến thắng. Wow, kiểu này nhức đầu lắm luôn, mọi người cứ nhìn. Đúng rồi đó. Thôi, trò chơi chúng ta bắt đầu.